Quý vị khán giả thân mến, chúng ta đang đến với nhanh được trực tiếp tại sân bóng đá đội 7 của Bến Lức Long An theo dõi trận cầu giao hữu trong buổi tối ngày hôm nay giữa cao thủ 3 và đối thủ của họ trong trận đấu này là cao thủ Cà Phê VNT. Lại một ngày nữa mà chúng ta có cơ hội để gặp nhau trong một buổi tối và với những trận cầu giao hữu sân bảy quen thuộc với khung giờ 19:30. Nhưng đây là trận đấu đầu tiên rất nguy hiểm, đó là cầu thủ áo số 13 Văn Lộc mở tỷ số cho các thủ 3 AC. Một pha đấu tấn công nhanh và số 13 đá băng xuống rất nhanh từ biên tới cánh phải. Và dường như hậu vệ của cao thủ của Cà Phê VNT vừa rồi cũng đã bị vượt qua. Và trong tuần đấu này thì chúng ta một lần nữa sẽ có những lần lượt những diễn biến của các cuộc so tài sẽ được gửi đến các bạn. Và một trong những sự kiện mà rất nguy hiểm, ngay tức khắc bàn thắng đã được gỡ hòa cho cao thủ Cà Phê VNT. Đó là pha ghi bàn dành cho số 2 Chuối. Tỷ số là 1-1. Cả hai bàn thua vừa rồi đều đến từ sự sai lầm của những cầu thủ hàng phòng ngự của hai đội. Vừa rồi là pha khá sớm. Đến bây giờ, chính các cầu thủ của Cà Phê VNT cũng có bàn thắng để rút ngắn và họ thi đấu rất chắc chắn. Pha ghi bàn để nâng tỷ số lên 2-1 cho các cầu thủ Cà Phê VNT. Và nó vẫn đến với một cái tên quen thuộc, đó là số 2 Chuối. Người đã giúp cho trận đấu trở về trạng thái cân bằng, vừa giúp cho cao thủ Cà Phê VNT nâng tỷ số lên 2-1. Tới giờ luôn. Nhưng đó là điều mà anh yêu thích. Pha xoay sở tốt của Chuối, cơ hội hơi bài mất rồi. Nhưng vẫn có pha là bàn dành cho cao thủ của Cà Phê VNT. Lần này người ghi bàn đó là cầu thủ mang áo số 12, ông bầu Phong Ribery, vừa giúp cho đội bóng của mình có bàn thắng thứ 3 để tiếp tục khẳng định ở trên bảng tỷ số với kết quả là 3-1. Tại ngày hôm nay đã được hơn 20 phút, với bóng dành cho Thân Nhật vẫn là số 15. Đội chuyển rất tốt và đặt lòng thành công. Hat-trick dành cho số 2 Chuối. Tỷ số là 4-1 dành cho cao thủ của Cà Phê VNT. Sau một loạt những pha xoay sở bên phía anh lang cánh phải thì Tân Nhật đã có một đường chuyền điểm rời rất tốt. Phần còn lại thì hoàn hảo dành cho Chuối. Pha trả bóng dành cho Bình. Lại là một công thức quen thuộc, poker rồi. Bàn thắng thứ 5 và đó là poker dành cho Chuối. Thậm chí lần này bóng được kéo sâu hơn và người chuyền bóng cũng đã thay đổi. Đó là pha chuyền bóng của số 8 Tính Nhất. Tỷ số là 5-1 cho cao thủ Cà Phê VNT. Sau khi ghi bàn thắng thì Chuối cũng đã rời sân. Poker cho Cà Phê VNT. Tất nhiên là sau khi có bàn thắng thứ 5 thì họ đã rút một loạt những cầu thủ của đội xuất phát rời sân, để thay vào đó là những chân sút trên bàn ghế dự bị rất nhịp nhàng. Và tất nhiên đó là pha làm bàn thứ 6 dành cho Cà Phê VNT. Nhưng để được có bàn thắng thứ 6 cũng là một điều vất vả. Sáu một dành cho cuộc chơi của cao thủ áo vàng xanh. Người đá bóng cuối cùng là số 28 của đội bóng này. Đã có bàn thắng dành cho cao thủ của 3 và đó là cú đúp của số 13 Văn Lộc để rút ngắn tỷ số còn 2-6. Rồi, anh Yên xin đọc một comment của một khán giả treo thưởng cho Văn Lộc ở tình huống trước.
Văn Lộc ghi bàn nữa, thưởng thùng bia. Toàn chưa Phúc Ngọc, nói làm nha. Rất tốt. Tỷ số là 7-3. Và đó là pha ghi bàn dành cho cầu thủ màu số 11 Bình. Vừa rồi đã có pha làm bàn thứ 7 của cà phê VNT ở trận đấu này. Tuy nhiên thì anh Yên vừa nhận được một thông tin dành cho các cầu thủ của 3FC. Cà phê. Lại là bàn thắng dành cho cầu thủ cà phê VNT, lần này dành cho cầu thủ báo số 15 Tân Nhật. Tỷ số là 8-3. Xem ra thì việc giữ cho bánh lưới của mình không bị sung lên cho những phút còn lại của hiệp 1 cũng là một điều khó khăn đối với chính các đội 3. Cảm ơn khán giả Nhân Võ, chào sớm với bạn ơi. Tất nhiên chuyển vào rất nguy hiểm, pha bóng khó khăn đối với Nguyễn Trường Lực và anh đã phải vào lưới nhận bóng đầu tiên đối với đội thứ hai. Và các bạn vừa rồi dành cho cú áo số 6 của cao thủ cà phê viên đi. Lập từ ngay cơ hội đây rồi, khung thành trống và tất nhiên có pha làm bàn để xung quanh khoảng cách cho con ba. Nỗ lực tốt vừa rồi dành cho số Ngô Thịnh của mình. Tú Nguyễn là người đã làm được và thì Tú Nguyễn đã xử lý kỹ thuật tốt để đánh bại được cả giành long xe đen. Giật gọn thành công và bàn thắng thứ 5 dành cho Chuối. Tỷ số vừa được dâng cao cho chúng cho cao thủ cà phê biên đi. Đây là công thức mà chính cao thủ cà phê viên thì đã rất nhuần nhuyễn cho trận đấu ngày hôm nay. Và không dưới 2 lần họ thành công ở những pha lập công, những tình huống tấn công tương tự như vừa rồi. Đã có pha làm bàn để xung quanh khoảng cách cho cao thủ 3C và đó là tình huống của số 13 Văn Lộc.
Sau khi bàn thì người máy nói là có bia rồi. Thực ra là có bia thì từng đứng trước rồi. Trận đấu tiếp tục. Cú sút hơi nhẹ của đội trưởng Lê Quang. Bật bóng rồi và cô đối mặt với quyền chuyền vớt của ông bầu Phong Di Bedi. Bàn thắng thứ 12. Nó được ghi do công của cầu thủ mang số áo 12. Nhiều bàn thắng được ghi, 20 bàn thắng cho tổng tỷ số. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đến đây thì anh Nhiên chúc các bạn ngủ ngon và đừng quên quay trở lại vào lúc 13:30 chiều mai và giúp anh Nhiên chia sẻ đường like vào chiều mai để nối dài thêm lan tỏa chương trình chung sức vì miền Trung. Cảm ơn quý vị rất nhiều.